Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 7 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý. Hưng Yên đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết. Dấu ấn trong phong trào hỗ trợ xây dựng sửa nhà đại đoàn kết. Tiêu thụ nông sản ngày Tết tại huyện Khoái Châu. Nhộn nhịp phiên chợ quê những ngày giáp Tết. Công an huyện Ân Thi bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hưng Yên chỉ còn 0,86%, đã giảm 1,07% so với năm 2022, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và là một trong số ít tỉnh trong toàn quốc đạt được tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Năm 2022, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi có gần 4% số hộ nghèo, là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tại Hưng Yên. Nhờ các giải pháp tích cực trong việc tạo nghề tại khu vực nông thôn, tín chấp cho vay các nguồn vốn và khuyến khích người dân đi làm ăn xa có thu nhập ổn định, nên hết năm 2023, toàn xã chỉ còn 24 hộ nghèo, giảm 15 hộ, còn 1,3% số hộ nghèo. Chúng tôi cũng đã cùng với cả các cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ nghèo, đặc biệt là Ủy ban nhân huyện hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo về cái công việc cũng như là ở các cái trung tâm giáo dục thường xuyên tạo cái việc làm cho các hộ. Đây là một gia đình cả hai vợ chồng đều già yếu, hết tuổi lao động lại không có lương hưu. Con gái đi lấy chồng xa, không có điều kiện phụng dưỡng bố mẹ, song từ cuối năm 2022, các chính sách dành cho người cao tuổi, hộ nghèo của nhà nước của tỉnh Hưng Yên như trợ cấp xã hội với người 75 tuổi trở lên, đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng, người từ 60 tuổi trở lên, ông bà đều được hưởng. Điển hình là được hỗ trợ tiền xây căn nhà mới, qua đó giúp ông bà thoát nghèo. Trước đây nhà tôi toàn dột thôi, tỉnh huyện cho chúng tôi một số tiền là 80 triệu. Nhưng tôi xây được cái nhà chúng tôi rất là mừng. Cái ông nhà tôi hưởng cái chế độ 360.000 một tháng, còn tôi thì hưởng cái chế độ 180.000 một tháng, đi khám bệnh không phải mất tiền. Không chỉ giảm nghèo sâu về mức 0,86% năm 2023, mà hộ nghèo tại Hưng Yên còn đang tiếp tục giảm đa chiều và bền vững. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 112 triệu đồng một người một năm. Đây là những kết quả rất quan trọng, minh chứng cho những chính sách an sinh xã hội luôn gắn liền với đà tăng trưởng và quy mô nền kinh tế của Hưng Yên trong các năm qua. Ủy ban tỉnh Hưng Yên cũng đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình Hội đồng dân là tất cả những đối tượng là người nghèo, người già cô đơn, không nơi nương tựa và không có khả năng thoát nghèo, khoảng hơn 2.000 người đó thì chuyển đến bảo trợ xã hội, tức là nuôi trọn đời để đảm bảo cái hộ nghèo giảm xuống. Đấy là thứ nhất. Vấn đề thứ hai là những hộ nghèo còn lại, tức khoảng hơn 5.000 hộ nghèo này, thì chúng tôi xây dựng một kế hoạch tiếp tục giảm. Là những người mà có ruộng sản xuất, không có khả năng, không kiến thức về sản xuất, thì tập trung cho vay vốn để hướng dẫn về cách sản xuất, để làm sao mà các hộ nghèo biết về kỹ năng sản xuất để nâng cao hiệu quả lao động và có vốn được sản xuất thì tiếp tục để tăng cái nguồn thu nhập đó, thì để khả năng thoát nghèo cao hơn và giảm nghèo, và kể cả những hộ cận nghèo không trở thành hộ nghèo. Còn những người đối tượng mà không có ruộng sản xuất, tỉnh mỗi một năm là gần 100 tỷ chuyển đến ngân hàng chính sách để ủy thác, để ngân hàng chính sách cho các đối tượng nghèo và cận nghèo vay vốn để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, và tiếp tục là tỉnh có các hỗ trợ đào tạo nghề cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo để làm sao mà các gia đình này, các con cháu của các gia đình này có điều kiện để tham gia hoạt động sản xuất vào làm việc ở các nhà máy. Giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phấn đấu đến năm 2025, Hưng Yên chỉ còn dưới 0,5% hộ nghèo hoặc thấp hơn nữa đang là mục tiêu mà Hưng Yên hướng tới. Với mục tiêu huy động kết quả các nguồn lực cao nhất để chăm lo cho người nghèo và thực hiện cuộc vận động chăm lo cho người nghèo, không bỏ ai ở lại phía sau của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, các cấp Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh đã không ngừng phát huy vai trò của mình, phát động kêu gọi toàn xã hội đóng góp ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Một trong những chương trình thiết thực mang dấu ấn và có ý nghĩa sâu sắc trong năm 2023
đem lại hiệu quả cao, đó là hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam, qua đó giúp các hộ ổn định chỗ ở, có thêm động lực vươn lên. Tháng 3 năm 2023, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phát động chương trình chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam về nhà ở. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 104 tỷ đồng. Sau khi rà soát theo quy định, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ 713 hộ nghèo và 142 hộ nạn nhân chất độc da cam xây dựng, sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng một hộ. Hỗ trợ sửa chữa tối đa 40 triệu đồng một hộ từ nguồn xã hội hóa thông qua Quỹ vì người nghèo của tỉnh. Việc hỗ trợ được triển khai qua hai đợt và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 nhằm tạo điều kiện cho các hộ được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Tết này đi đội được đón Tết được ở cái nhà mới thì tôi rất vui mừng. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và các ban, các ngành giúp đỡ gia đình nhà tôi. Đảng ủy đã chỉ đạo đối với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã rà soát xây và sửa nhà cho 9 hộ, trong đó xây mới 6 hộ và sửa là 3 hộ. Và các cái hộ được xây sửa nhà cũng rất là phấn khởi. Năm 2023, Quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn tỉnh đạt trên 66 tỷ đồng. Từ nguồn này, các cấp cùng với các chương trình an sinh xã hội đã hỗ trợ sửa chữa và làm mới gần 900 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hỗ trợ là trên 57 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ 855 hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hỗ trợ 14 hộ có hoàn cảnh khó khăn xây mới theo yêu cầu của nhà tài trợ và hỗ trợ 25 hộ cận nghèo từ nguồn quỹ vì người nghèo trung ương. Có những hộ mà cái lúc mà tỉnh xét duyệt ấy, thì người ta lại không đủ điều kiện để đối ứng. Chúng tôi cũng kết nối để tìm cái nguồn hỗ trợ để đảm bảo làm sao mà các hộ nghèo và có nhu cầu thực sự đều được thụ hưởng những cái chính sách chung của Đảng và Nhà nước. Có thể nói đây là món quà rất là ý nghĩa của các ông chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam để giúp cho các hộ có cái chương trình đón Tết trong những căn nhà rất là ấm áp và đầy ắp những nghĩa tình. Có thể nói, các hoạt động an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh thực hiện thông qua chương trình Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong nhân dân, phát huy tinh thần nhường cơm sẻ áo trong cộng đồng. Hy vọng chương trình Nhà đại đoàn kết cho người nghèo của Mặt trận sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới để có thêm nhiều hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh được an cư lạc nghiệp từ chương trình. Mặc dù đã bước vào những ngày cận Tết Nguyên đán, tuy nhiên tại chợ Hoa Xuân thành phố Hưng Yên, sức mua các mặt hàng hoa, cây cảnh vẫn diễn ra cầm chừng, không tăng đột biến. Năm nào cũng vậy, chợ Hoa Xuân thành phố Hưng Yên bày bán đa dạng các mặt hàng hoa cây cảnh, gồm các loại cây hoa truyền thống có tại địa phương như đào, quất, bưởi cảnh, đến các loại hoa nhập từ các nơi khác về như đào Nhật Tân, mai Bình Định, tulip Đà Lạt, đào đá Sapa, lan Hồ Điệp. Các tiểu thương cho biết nguồn hàng và giá cả các loại cây hoa năm nay cơ bản ổn định như năm trước. Riêng đào cảnh có phần giảm vì một số vườn đào đã nở sớm không kịp thu hoạch. Theo ghi nhận, vào trưa ngày 28 Tết, lượng khách hàng đến xem, chọn mua tại chợ hoa vẫn khá thưa thớt. Một số gian hàng đã bắt đầu giảm giá để cải thiện sức mua. Các tiểu thương hy vọng sang ngày 29-30 Tết, cán bộ công nhân viên người lao động được nghỉ Tết thì sức mua sẽ tăng lên. Em thì bán mai này, với lại tất cả các cái loại cây cảnh hoa trạng nguyên, hoa hồng. Vì là nhà trên kia cũng là nhà vườn nên là chuyển xuống đây, nhưng mà hy vọng rằng là công nhân viên chức của mình được nghỉ thì sức mua sẽ tăng lên, còn như bây giờ thì em thấy là rất là chậm. Cửa hàng tôi thì bán được khoảng tầm 1 vạn ngầu hoa. Giá cả thì so với các năm khác thì nó vẫn là bình thường, dao động từ 160 đến 180 đến 200. Nói chung là tùy vào loại lan. Nhiều người nhận định rằng do kinh tế khó khăn nên người dân cũng hạn chế chơi hoa dịp Tết hơn mọi năm. Tuy vậy, năm nay chợ hoa mở bán sớm từ đầu tháng Chạp nên đến thời điểm này nhiều gian hàng bán đào quất với mức giá bình dân cũng đã tiêu thụ được 80 đến 90% số lượng. Những ngày cuối cùng của tháng Chạp,
bên cạnh một số mặt hàng nông sản được tiêu thụ với số lượng và giá thành tốt, thì một số mặt hàng nông sản tiêu thụ của bà con nông dân không được như mong đợi về sản lượng do ảnh hưởng xấu của thời tiết, ghi nhận tại một số xã trên địa bàn huyện Khoái Châu ngày 28 Tết. Chuyến hàng quất cảnh cuối cùng của anh Nguyễn đang được gấp rút để chuyển tới khách hàng tại thành phố Hà Nội. Hơn một mẫu quất với một vạn cây cho thu lãi 170 triệu đồng trên một sào. Năm nay không chỉ riêng nhà anh Nguyễn mà các bà con tại làng nghề quất cảnh thôn Tiết Trụ, xã Bình Minh đều phấn khởi vui mừng khi không còn hàng để bán. Đến ngày hôm nay là chuyến xe cuối cùng của nhà vườn. Giờ này khách cũng vẫn về mua đông mà không có cây bán. Hiện nay thì diện tích quất trên địa bàn xã Bình Minh thì cũng đã được các thương lái đến vận chuyển và mang đi các tỉnh thành trên 80% rồi. Còn lại một số thì các thương lái họ cũng đến vận chuyển nốt là hết. Nhân dân năm nay thì cũng rất là phấn khởi được một vụ mùa bội thu. Khác với mức tiêu thụ cây quất cảnh, 6 năm nay, chưa năm nào, anh Khánh ở thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân phải để lại nhiều đào cảnh như năm nay. Mặc dù thương lái đã đặt mua cả vườn từ trước Tết, nguyên nhân chính là do thời tiết không ủng hộ, khiến cây đào nở sớm, các hộ trồng đào nơi đây bán tốt nhất cũng chỉ đạt 70% của vườn. Đào năm nay thì rất là đẹp, đấy nhưng mà vì do thời tiết nó mưa quá nhiều, nó ấm, nên là một số nó bị nở hết. Bán là bán cho thương lái hết rồi. Thế nhưng mà là vì nở hết thì là phải lấy lại cho thương lái để trồng lại vườn, sang năm lại bán tiếp. Là thủ phủ về cây chuối của tỉnh với trên 500 hectare cho sản lượng khoảng 10 tấn một sào. Chung cảnh thời tiết không ủng hộ thì quả chuối tiêu hồng trên địa bàn huyện Khoái Châu lại thêm cảnh được giá nhưng không được mùa. Mặc dù ngay từ những ngày 22 âm lịch, thương lái đã thu mua chuối để tiêu thụ, tuy nhiên thời điểm hiện tại quả chuối tại địa phương đang trong tình trạng khan hiếm. Giá thì nói chung là nó đang ở mức từ 12 đến 15 nghìn trên 1 kg chuối tươi. Đấy là chuối tiêu ngũ quả đấy. Thường thường đạt đến 70%. Thời điểm vừa rồi nó do cái xương đấy thì chỉ đạt được 40%. Còn đâu là coi như là một là số non thì nó chết, còn cái số bán được nó nứt. Trên các nẻo đường quê, không khí Tết đã thực sự về. Để rồi người nông dân lại chuẩn bị tất bật một mùa sản xuất mới, khép lại cánh cửa của năm cũ với nhiều bộn bề cho công việc và mở ra cánh cửa mới cho năm mới, mang nhiều hy vọng mới, tươi sáng hơn. Để giúp người dân đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông sản trong dịp Tết, Ban Quản lý chợ nông sản Sông Hồng trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ duy trì trực 24 trên 24 giờ, hàng ngày bố trí, sắp xếp phương tiện và hàng hóa ra vào, tránh ùn tắc. Chợ nông sản Sông Hồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng làm chủ đầu tư. Chợ nằm trong quần thể dự án khu nhà ở thương mại và chợ nông sản tại vị trí trung tâm của ba huyện là Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Giang, tiếp giáp với hai đường giao thông 379 và 382. Nhờ đó rất thuận lợi vận chuyển và chuyên chở hàng hóa. Chợ có quy mô rộng 3 hectare, gồm 150 kiosk và 300 gian hàng điểm bán hàng. Là chợ đầu mối, hàng hóa nông sản ở các địa phương trong tỉnh Hưng Yên và từ các tỉnh được vận chuyển về để bán buôn cho các tiểu thương đem đi cả nước tiêu thụ. Hàng ngày, chợ họp tập trung 2 ca liên tục vào ban ngày và ban đêm. Những ngày cận Tết, bình quân có hàng nghìn tấn nông sản được tiêu thụ tại chợ. Chủ đầu tư chúng tôi đã có nhiều hỗ trợ như miễn giảm các loại thuế phí để thuê gian hàng các tiểu thương đến hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ nông sản Sông Hồng thuận lợi. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với cả tiểu thương để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tiểu thương đến kinh doanh hiệu quả tại chợ nông sản Sông Hồng. Mỗi dịp Tết đến, những phiên chợ quê lại trở nên nhộn nhịp tấp nập hơn bao giờ hết. Nơi đây không chỉ là địa điểm mua bán, trao đổi hàng hóa, những phiên chợ quê còn là nơi nhắc nhớ mọi người hướng về với cội nguồn, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Dù thời tiết có mưa rét thì ngay từ tờ mờ sáng, chợ cười xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đã tấp nập bởi tiếng cười nói, trao đổi của người dân đi chợ mua sắm những vật dụng, nhu yếu phẩm cho những ngày Tết. Hàng hóa được mua bán phần lớn là những sản vật bình dị và hết sức gần gũi như thịt gói bánh, nải chuối, bùng cao. Mẹ con tôi đi từ 4 giờ để mua thịt về gói bánh về là sắm Tết. Mẹ con bắt đầu đi chợ sắm Tết là từ ngày 27, bắt đầu mua đến ngày 30, chợ rất là đông. Nếu như ngày thường, bà Đào Thị Điểm, xã Sông Mai chỉ mua bán ở những gian hàng gần nhà, thì những ngày giáp Tết, bà lại đi xa 4 km tới chợ Ngàng, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động để mua sắm lương thực thực phẩm cho ngày Tết. Bởi theo bà, chợ ở đây rộng, bày bán đa dạng các mặt hàng. Sáng sớm đi chợ mua thịt,
lá dong, rồi rau để dự trữ vào mấy ngày Tết. Chợ Ngàng đây thì nó cũng không thiếu gì, mặt hàng gì nó cũng có, đi chợ mua nó cũng thuận tiện. Chợ Gò, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, không biết có từ bao giờ, nhưng đến nay chợ vẫn giữ được nét mộc mạc cổ kính. Chợ họp theo phiên và chỉ họp vào các ngày mùng 4, mùng 9, 14, 19, 24, 29 âm lịch hàng tháng. Tuy nhiên, những ngày giáp Tết, dù chưa đến phiên chợ, nhưng người dân nơi đây vẫn mang những sản phẩm tự làm ra để mua bán, trao đổi. Mặt hàng chỉ là vài bó rau, nải chuối xanh hay vài ba quả bưởi. Mình ở đây có vườn có đào thì bán thế thôi, còn mình có buôn bán thì ngày nào ta đến phiên chợ thì là đông lắm, đủ các loại, không thiếu cái gì ở đây. Giữ nếp họp từ rất sớm, nhưng khác ngày thường, chợ họp chỉ buổi sáng. Chợ quê ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, những ngày giáp Tết lại họp cả ngày. Người đi chợ đông hơn, các mặt hàng cũng phong phú, đa dạng hơn. Đông nhất phải kể đến khu vực bán chuối, bưởi, bày mâm ngũ quả hay lá dong, ống rang để gói buộc bánh chưng. Phiên chợ ngày Tết không chỉ là nơi mua bán những sản vật vườn quê, mà còn là nơi lưu giữ văn hóa, là sợi dây vô hình giúp tình làng nghĩa xóm được xích lại gần hơn. Có thể thấy phiên chợ quê ngày Tết là một nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống của mỗi người dân. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, nhưng giá trị tinh thần và cảm xúc mà chợ quê mang lại vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim mỗi người dân Việt. Tổng kết sản xuất năm 2023, hơn 3.500 người lao động tại Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long có thưởng Tết bình quân từ 26 đến 27 triệu đồng một người. Đây là mức thưởng Tết cao nhất so với các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Những năm qua, Hưng Long là doanh nghiệp tiêu biểu về chăm lo tốt đời sống công nhân lao động. Hàng năm luôn nằm trong top đầu các doanh nghiệp may trên cả nước có thưởng Tết cao. Năm 2023, dù doanh thu giảm 10% so với năm trước, nhưng thưởng Tết công nhân chỉ giảm 5%. Mặc dù một năm rất khó khăn, nhưng các cái chỉ tiêu thì vẫn duy trì ở cái mức là tương đối tốt. Rồi là thưởng Tết cho anh em cán bộ nhân viên trong cái dịp Tết thì cũng sấp xỉ khoảng 26 đến 27 triệu trên người. Thì tôi cho là đấy là một cái nỗ lực rất cao của toàn thể cán bộ nhân viên. Tín hiệu vui khi đơn hàng đã ký đủ 6 tháng đầu năm. Để mở rộng quy mô sản xuất, doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng thêm 300 lao động mới cho hai nhà máy tại phường Tị Sử, thị xã Mỹ Hào và xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Các sản phẩm may là hàng t-shirt, jacket, áo bơi xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Để giữ vững an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giúp nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, Công an huyện Ân Thi đã triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, duy trì an ninh trật tự, an toàn giao thông. Những năm trước, các gian hàng hoa xuân xuất hiện tự do, tập trung nhiều tại các trục đường chính, các nút giao thông trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước tình hình đó, Công an thị trấn Ân Thi đã tham mưu cho chính quyền tổ chức chợ hoa xuân tập trung tại khu vực sân vận động của huyện. Ngoài ra, Công an thị trấn thường xuyên tuyên truyền, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, ngành nghề kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn. Quân số của công an thị trấn thì chúng tôi sẽ cân phân làm 2 ca, lực lượng tổ dân phòng của thị trấn cùng kết hợp đảm bảo 24/24, lúc nào cũng có lực lượng ứng trực tại đơn vị và tuần tra trên các tuyến phố. Dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dịp Tết sẽ tăng cao. Đội cảnh sát giao thông huyện Ân Thi huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thường trực trên các tuyến giao thông để phân luồng giao thông, tránh để ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm. Trọng tâm đó là xử lý các cái hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, ma túy, các lỗi vi phạm về tốc độ. Đây là những nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Tổ chức các ca tuần tra kiểm soát giao thông 24/24 khép kín địa bàn, trực 100% vào đêm 30 Tết để bảo đảm cái trật tự an toàn giao thông cho người dân để đón xuân. Để đảm bảo nhân dân đón Tết an toàn, ngay từ cuối năm 2023, Công an huyện Ân Thi đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.
Tình hình an ninh trật tự ở trên địa bàn của Ân Thi thì cơ bản nó là ổn định, công tác đấu tranh phòng ngừa vẫn được triển khai đối với tất cả các hệ loại đối tượng, nhưng cũng sẽ tập trung vào những cái loại tội phạm vẫn thường xuyên xảy ra ở trên địa bàn. Những cái lực lượng trọng điểm ví dụ như là các đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đội điều tra cảnh sát hình sự về kinh tế ma túy môi trường, hay là đội cảnh sát giao thông, rồi đội cảnh sát quản lý hành chính. Trong một tháng trở lại đây, Công an huyện Ân Thi đã phát hiện và xử lý 40 vụ việc, trong đó có 4 vụ về trật tự xã hội, 3 vụ tàng trữ pháo nổ, 19 vụ việc liên quan đến tàng trữ và mua bán chất ma túy, 7 vụ việc về trật tự an toàn giao thông. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.